Chỉ số RSI, chỉ số sức mạnh tương đối. Làm thế nào để mua được giá tốt ở vùng đáy cũng như bán được giá tốt ở vùng đỉnh? Cùng mình đi vào video để phân tích công cụ RSI nhé anh em. Welcome các anh em đã đến với Hấp Crypto, kênh series kiến thức nhanh và hữu ích trong trading. Mình là Hieu. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào một chủ đề cơ bản nhưng vô cùng quan trọng trong phân tích kỹ thuật, đó là chỉ báo RSI. Vậy RSI là gì? Cũng như cách sử dụng chi tiết nó như thế nào? Cùng mình đi vào video nhé anh em. Vậy RSI là gì? RSI là chỉ số sức mạnh tương đối hay được gọi là Relative Strength Index, là một chỉ báo thuộc nhóm động lượng trong phân tích kỹ thuật đo lường độ lớn và tốc độ của các biến động giá, xác định được các vùng quá mua hay được gọi là overbought và các vùng quá bán hay gọi là oversold. RSI được hiển thị ở dạng đồ thị, có giá trị dao động từ 0 tới 100 và RSI được phát triển bởi ông J. Welles Wilder trong cuốn sách khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật năm 1978. Vậy ý nghĩa của RSI là gì? RSI tăng thì cho thấy các cặp token đó đang được tích cực mua trên đồ thị thị trường. Còn RSI giảm cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với token đó đang có dấu hiệu ở mức chậm lại. Cấu tạo của RSI. Khi mà RSI nằm bên trên, mặc định là trên mức 70, thì RSI cho thấy thị trường đang trong tình trạng quá mua, có thể chạm đỉnh và khả năng đảo chiều khiến giá giảm trong ngắn hạn. Trường hợp 2 là RSI nằm bên dưới, mặc định là ở dưới mức 30, tức là đang ở tình trạng quá bán, có thể chạm đáy và khả năng đảo chiều tăng giá trong ngắn hạn trở lại. Vậy cách sử dụng RSI trong giao dịch như thế nào? Thì mình sẽ sử dụng RSI để xác định xu hướng trong tương lai. Đầu tiên là xu hướng tăng giá, thì khi RSI vượt qua mốc giá trị từ 50 theo xu hướng từ dưới lên, hoặc khi RSI nằm trong khoảng giá trị từ 40 tới 60. Trường hợp 2 là xác định theo xu hướng giảm giá, khi RSI vượt qua mốc giá trị 50 theo hướng từ trên xuống, hoặc khi RSI nằm dưới mức ở 40. Tiếp theo là sử dụng RSI như một tín hiệu đảo chiều, đó là phân kỳ đỉnh và phân kỳ đáy. Phân kỳ đỉnh là như nào? Là giá tạo đỉnh sâu cao dần hơn đỉnh trước, nhưng chỉ số RSI lại tạo đỉnh sâu thấp hơn đỉnh trước. Có nghĩa điều này là sẽ tạo một tín hiệu là giá sẽ đảo chiều nhẹ trong ngắn hạn. Còn phân kỳ đáy thì cũng ngược lại thôi anh em. Giá thì tạo đáy sâu thấp hơn đáy trước, nhưng chỉ số RSI tạo đáy sâu lại cao hơn các đáy trước. Thì điều này thể hiện cho một tín hiệu là giá sắp có tín hiệu đảo chiều, có nghĩa là bật tăng trở lại. Ok, thì mình sẽ hướng dẫn anh em cài cái công cụ RSI và là thực hành trên chart của TradingView đây luôn. Ok, thì anh em bấm vào indicator đây, anh em search RSI thì nó sẽ ra đây, anh em bấm vào. Thì tất cả những cái thông số này thì mình đều dùng mặc định hết, chỉ có cái chỗ này thì mình chỉnh sang EMA thôi. Cùng qua bên style này mình bỏ bớt các phần này đi, thế là xong. Ok, thì anh em để ý cái RSI nó ở dưới này, đây là cái đường giá cũng như là chỉ số sức mạnh RSI. Thì cái biên dưới này là chỉ số 30, còn biên giữa là 50, còn biên trên là 70. Thì mặc định chỉ số RSI sẽ chạy từ 0 cho tới 100 như này. Đây là chỗ này thì anh em thấy là RSI nó hiển thị ở đây, cái con số ở đây này. Ok, vào trường hợp quá mua và quá bán như mà mình đã hướng dẫn này ở phía trước nhé anh em. Thì đây cụ thể nó có sẵn ở đây luôn, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em đây. Anh em thấy là một nhịp mà giá BTC nó đã test lại cái vùng này cũng như là cái vùng hỗ trợ cứng ở phía trước đây. Thì trong trường hợp này chỉ báo RSI nó cũng chỉ báo là ở mức dưới 30, cụ thể là 24 ở đây. Sẽ đưa cho anh em sẽ đối chiếu nhé. Đây, khi mà đường giá nó rơi mạnh như này, nó tìm lại về cái vùng support ở phía bên trái cũng như là vùng support cũ ở đây. Và trùng hợp thì RSI nó cũng chỉ báo là quá bán là ở dưới mốc 30, cụ thể đây là mốc 22.53. thì ở cái nhịp này mình sẽ canh và mua vào. Thì mua không có nghĩa là mình sẽ bắt đáy và vô entry thẳng ở cái vùng này luôn, mà chúng ta sẽ chuyển sang những cái khung nhỏ hơn như H4, H1, M30 hay M15 gì đó. Mình sẽ tìm những cái tín hiệu nến đảo chiều rồi sau đó mình mới setup một cái entry để mà vào lệnh. Ok, thì sau khi bắt được cái vùng này anh em có thể thấy đây, giá nó đã có một nhịp hồi lên như này. Và anh em quan sát dưới RSI nó cũng đã có một cái nhịp hồi lên đây nè anh em. Thì cái việc mà sử dụng RSI cho cái chỉ số quá mua và quá bán thì cũng chỉ là mang tính chất xác suất và tương đối thôi, nó sẽ không có một cái tỷ lệ thắng nào 100% cả. Nên anh em sẽ tham khảo và đưa ra những cái quyết định chắc chắn hơn khi mà quyết định mà xuống tiền ở những cái vùng này nhé anh em. Cụ thể ở đây luôn, mình sẽ thấy đây giá nó tăng dần đúng không anh em, tạo các đỉnh sâu cao hơn đỉnh trước. Ở đây anh em thấy đây, các đỉnh sâu là liên tục tạo 2G2, có nghĩa là đỉnh sâu cao hơn các đỉnh trước. Nhưng mà anh em quan sát phía dưới RSI đây, RSI thì nó sẽ báo ngược lại, các đỉnh sâu nó thấp dần. Thì ở đây là tạo một tín hiệu gì anh em? Có phải là nãy mình chia sẻ với kiến thức đó là phân kỳ đỉnh không? Thì phân kỳ đỉnh là mình sẽ bắt đỉnh ở những cái vùng này và mình sẽ sell xuống. Khi đó thì mình sẽ có một cái entry đẹp cũng như là một cái vị thế tốt. Thì có nghĩa là anh em sẽ không bắt luôn cái vùng này, mình chắc luôn là anh em sẽ không bắt được cái vùng ngay đỉnh này. Nếu như mà có bắt được cũng chỉ là hên hoặc là may mắn thôi. Mình sẽ bắt là tại cái vùng này, lanh quanh ở cái vùng này, chứ không có một cái điểm nào mà cụ thể hay là chính xác cả. Thì lúc đó mình sẽ chuyển sang những cái khung nhỏ hơn để mà tìm những cái entry để mà vào lệnh đẹp. Đó anh em thấy đó, thì sau khi mà phân kỳ đỉnh ở đây thì giá một mạch rơi về đây, rơi từ vùng 52k300 về 40.300 thì rơi đâu đó khoảng 10.000 giá. Ok nhé anh em, nó cũng khá là đơn giản. Và đây một trường hợp nữa, đỉnh sâu là cao dần nhưng mà chỉ báo RSI thì đỉnh sâu lại cho tín hiệu là thấp dần. Thì đây là phân kỳ đỉnh đó anh em. Mình sẽ nốt cái vòng này cho anh em dễ thấy nhé. Đỉnh sâu đây cao dần nhưng mà RSI lại báo là đỉnh sâu thấp dần. Thì phân kỳ đỉnh thì mình sẽ canh những cái nhịp giá nó sẽ hồi lại quanh quanh cái vùng này và mình sell, mình sọt xuống và SL đâu đó sẽ vùng ở trên này. Anh em thấy đấy, thì cái công cụ bắt đỉnh bắt đáy này cũng khá là hay, nhưng mà anh em cần phải kết hợp nhiều yếu tố khác bên ngoài nữa để mà tăng cái tỷ lệ thắng. Anh em mình sẽ áp dụng vào những cái khung thời gian lớn như là H4 hay là D1, nó sẽ cho một cái tín hiệu xác suất cũng như là một cái tỷ lệ thắng nó cao hơn là ở những cái khung nhỏ. Khung nhỏ thì thường sẽ cho những cái tín hiệu cũng đúng nhưng mà nó rất là nhiễu. Ok, tiếp theo đây là phân kỳ đáy. Anh em có thể thấy cái trên cái biểu đồ nến hay là trên chart đây là đỉnh sâu thấp dần đây, liên tục là tạo được những cái vùng đáy, chứ vùng đáy là thấp hơn, đáy sâu thấp hơn đáy trước. Rồi anh em chuyển sang RSI, anh em xem đây, RSI thì sẽ báo ngược lại, đáy sâu tạo đáy sâu cao hơn, nó sẽ ngược lại với cái đường giá ở phía trên. Anh em thấy đây, thì đáy sâu tạo là cao dần, thì đây được gọi là phân kỳ đáy, thì sẽ cho tín hiệu đảo chiều so với đường giá ở đây. Đường giá nó đã tăng lên từ 29.200 tăng một mạch lên tới 51k. Thì anh em thấy đó, cái công cụ bắt đỉnh bắt đáy giữa đường giá với RSI thì nó là cực kỳ hiệu quả, nhưng mà anh em cần phải luyện tập nhiều và bắt test nhiều để mà thuần thục cũng như là nhảy với cái đường giá. Ok nhé anh em. Cảm ơn anh em đã xem video tới giờ phút này. Nếu anh em thấy hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho Hấp Crypto một like và một subscribe. Mình sẽ ra những cái video tiếp theo hay hơn nhé. Cuối cùng, tất cả những chỉ báo chỉ mang tính chất xác suất và tương đối, không chính xác 100%. Anh em vui lòng kết hợp thêm những cái tín hiệu khác để tăng tỷ lệ chiến thắng trong giao dịch nhé.